Ngày 25 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức chuỗi sự kiện Bình Dương khởi động, kết nối, phát triển mới, đồng thời ký kết với 9 tỉnh về hợp tác phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, Bình Dương đã thành công với mô hình công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Tuy nhiên, để giúp các nhà đầu tư dễ dàng triển khai mô hình nhà máy thông minh, sản xuất thông minh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương chuyển mô hình sang công nghiệp, đô thị, dịch vụ thông minh và xa hơn gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái mới, bổ sung cho hệ sinh thái hiện hữu, phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư mới và của người lao động, phản ánh sự năng động, nhạy bén, sáng tạo của tỉnh, góp phần tăng năng suất lao động nội tỉnh nhằm thu hút tiến lên phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị công nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đánh giá cao việc Tổng công ty BKMX IDC, đại diện chủ đầu tư liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore, đã ký kết với 9 tỉnh để nghiên cứu nhân rộng mô hình phát triển hạ tầng khu công nghiệp V-Ship thế hệ mới, đang thành công tại nhiều địa phương. Được biết, thành tựu 25 năm đổi mới về phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Dương có quy mô nền kinh tế đạt 408.861 tỷ đồng, tăng gấp 104,3 lần của năm 1997. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá là 10,86% một năm trong giai đoạn 1997-2022. Bình Dương cùng thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đóng góp hơn 91,7% tổng thu ngân sách của vùng và 37% tổng thu ngân sách cả nước. Diện này 9 tỉnh gồm Tây Ninh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Phước, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa đã ký kết với đại diện Tổng công ty BKMX IDC, đại diện chủ đầu tư liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore để nghiên cứu phát triển khu công nghiệp trong thời gian tới.